Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào đại gia đình thân yêu. Thì hôm nay thì Ngọc Ngân sẽ cập nhật cho quý cô chú anh chị kích thước cũng như giá của cây khế ngọt Đài Loan trái khổng lồ. Thì đây là một cái loại khế, dòng khế thì giá trị kinh tế cũng rất là cao luôn á quý cô chú anh chị. Bởi vì cái loại khế này đặc biệt ở chỗ là thường thì những cái loại khế ngọt á, khi mà sống thì trái nó sẽ không có vị chua mà nó sẽ thường là lạt và chát. Riêng cái dòng khế ngọt Đài Loan này khi trái còn sống thì nó sẽ có vị chua, do đó là tính ứng dụng của cây khế ngọt Đài Loan thì rất là cao. Mình có thể bán sống nè để cho các nhà hàng cũng như các quán ăn thì người ta sử dụng cái trái chua để người ta chế biến món ăn, còn khi mà trái nó chín rồi thì cái vị ngọt của nó rất là nhiều và ăn rất là giòn luôn á quý cô chú anh chị. Nếu mà quý cô chú anh chị thích ăn giòn thì mình sẽ ăn trái thì nó lúc nó còn xanh hơn. Đây nè quý cô chú anh chị, một cái trái ngọt Đài Loan, đây là cái bàn tay của Ngọc Ngân nè, mà cầm trái khế ra là nó vừa với cái bàn tay luôn, rất là to, rất là bự và màu sắc rất là đẹp luôn. Thì mình có thể ăn lúc cái trái nó còn hơi xanh để cái độ giòn của trái nó thật là nhiều nhất nha quý cô chú anh chị. Rất là thích những cái dòng khế này. Thì hiện tại bên nhà Ngọc Ngân thì chỉ còn cây giống nhỏ bé bé như thế này thôi. Thì chiều cao cây tính từ miệng chậu đi lên thì nó khoảng là 25 cho đến 30 cm, thì có giá là 80.000 đồng một cây. Khi quý cô chú anh chị lấy 4 cây thì Ngọc Ngân sẽ bao ship. Thì dòng khế bên nhà Ngọc Ngân thì có rất là nhiều loại luôn nè. Khế lá tim, rồi khế gân ngọt, khế gân chua, khế ngọt, khế chua bình thường, rồi cái loại khế khế tím đỏ nữa. Gần đây thì Ngọc Ngân có cung cấp cây khế tím đỏ thì được rất là nhiều quý cô chú anh chị yêu thương và ủng hộ luôn. Thì dòng khế ngọt Đài Loan trái khổng lồ này thì cũng là một trong những lựa chọn của quý cô chú anh chị. Cây này thì mình có thể trồng chậu nè, mình có thể trồng đất đều được hết. Thì đây là cây ghép bo quý cô chú anh chị. Thì ở đây là cái mắt ghép, thì mình ghép thì nó sẽ rất là nhanh cho trái. Thì quý cô chú anh chị mình trồng tầm khoảng 1-2 tháng là cây nó sẽ ra bông rất là nhiều. Nhưng mà quý cô chú anh chị hãy là lưu ý và khi lại bỏ bông để nuôi cây. Và một điều đặc biệt là khi mà quý cô chú anh chị mua hàng ở bên cửa hàng của Ngọc Ngân á, không phải là riêng vì cửa hàng của Ngọc Ngân cũng như nhiều ở nơi khác, khi mà mình mua gửi ship qua bưu điện á, thì thường á, là tùy theo ở miền Trung, miền Nam hay miền Bắc mà thời gian có thể là từ 2 cho đến 6 ngày thì quý cô chú anh chị mới nhận được hàng. Do đó là trong quá trình vận chuyển thì cây mình nó sẽ bị mất sức cũng như có thể là nó bị nó bị động gốc. Do đó là khi nhận cây về thì quý cô chú anh chị không nên trồng liền, mà mình sẽ giữ nguyên cái chậu này, rồi mình sẽ lấy một cái chậu to hơn, rồi mình ủ đất ở bên mình ủ mình cái chậu to hơn, xong rồi mình cũng bỏ chất trồng vô, rồi mình ủ cái cây này, rồi mình phủ lên một lớp chất trồng nữa để cho cây nó bén rễ, rồi nó khỏe mạnh, nó lên tược mới và cái tược đó già lại thì mình hãy đem mình trồng. Mình không có ôm trong chậu thì mình có thể dăm thẳng dưới đất, mình giữ nguyên cái chậu này rồi mình dăm thẳng dưới đất trong tầm khoảng là 2 cho đến 4 tuần. Khi mà cây nó đã ra đọt mới và cái đọt đó già lại thì mình sẽ tiến hành mình đem trồng, thì như vậy để đạt được kết quả 100%. Và một điều lưu ý nữa là khi trồng cây gì cũng vậy, thì mình sẽ cặp cây để bây giờ cô chú anh chị gió thì rất là nhiều, như là trong những ngày qua thì bão rồi gió rất là nhiều thì cây mình nó sẽ bị bật qua bật lại như thế này, thì nhiều khi nó sẽ bị lông rễ và nhiều khi nó sẽ rất là dễ bị chết. Do đó là khi mình trồng mình sẽ cặp một cái cây cố định lại để cho cây mình nó đứng vững an toàn, để đảm bảo là cây sống 100%. Tại vì mua thì dù là cây mắc cây rẻ thì nó cũng là tiền, thì do đó là mình Ngọc Ngân mong muốn là quý cô chú anh chị thì mua cây nào thì sẽ trồng sống cây đó và sẽ thu được kết quả tốt nhất. Thì sau đây thì Ngọc Ngân sẽ mời quý cô chú anh chị hãy cùng Ngọc Ngân mình cùng thưởng thức cái trái ngọt Đài Loan khổng lồ như quý cô chú anh chị. Bây giờ là buổi sáng nè, bây giờ buổi sáng là trước khi đi làm thì Ngọc Ngân cũng tranh thủ để làm một cái video ngắn để giới thiệu với quý cô chú anh chị. Thì sáng cũng đã ăn một miếng ăn sáng rồi, nhưng mà khế này thì cũng ngọt thì cũng không có sao, ăn thì ăn sáng xong thì coi như mình ăn lay xét vậy quý cô chú anh chị. Rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn. Thì Ngọc Ngân rất thích là một cái bài thuốc mà liên quan đến khế, đó chính là mình tỷ lệ 1:1 giữa khế, chuối, sim và đường phèn đó quý cô chú anh chị. Thì cái bài thuốc đó thì nó rất là tốt cho sức khỏe, là khế chua nha quý cô chú anh chị. Nếu mà khế chua thì khế này mình có thể hái cái trái lúc còn sống, hoặc là khế chua bình thường đều được hết. Rồi mình cũng sắc miếng mỏng, thì 1 ký khế, 1 ký chuối và 1 ký đường phèn. Thì cứ lớp chuối, lớp đường phèn, lớp khế, lớp đường phèn, rồi mình sẽ ngâm cho đến khi nó ra nước. Thì thường Ngọc Ngân thấy là khoảng 6 tháng trở lên thì mình sẽ uống
uống mỗi buổi sáng nè, cho cha mẹ uống mỗi buổi sáng thì để giúp cho máu huyết mình được lưu thông hơn, thì tránh hạn chế được cái khả năng bị đột quỵ quý cô chú anh chị. Đây là một trong những cái bài thuốc mà Ngọc Ngân thấy rất là hay và rất là hiệu quả luôn. Ngọc Ngân thì rất là thích những cái bài thuốc nhân gian quý cô chú anh chị. Thì cái này thì trong tầm tay của mình thì mình có thể làm được, mình chỉ cần một cái hũ nè, một cái hũ sạch, rồi mình sẽ chuẩn bị, mình có thể tự trồng khế nè, hoặc là mua ngoài chợ. Rồi đường phèn thì cũng rất là dễ mua, rồi chuối sim thì cũng dễ mua. Chuối sim thì chín chín vừa ôm là được rồi, chứ không có cần chín mùi, mà xanh quá thì nó hơi bị chát. Do đó là mình hãy để cho cái trái nó chín, vừa chín thì mình sẽ cắt mỏng để nguyên vỏ của chuối sim luôn, mình sắt. Rồi khế thì mình cũng để nguyên trái luôn, mình sắt, nhưng mà bỏ hột cũng được, khế bỏ hột cũng được, không bỏ cũng không sao hết, mình sắt. Rồi cứ một lớp khế, một lớp đường phèn, rồi một lớp chuối, một lớp đường phèn, cứ luân phiên như vậy tới khi mà hết cái số lượng của mình thì thôi, lớp mỏng vậy quý cô chú anh chị. Để giúp mà nếu mà khi mà nó ra nước, nó thường nó là những cái sát hay bị nổi lên, thì Ngọc Ngân hay lấy một cái ly thủy tinh, thì Ngọc Ngân sẽ bỏ vô để Ngọc Ngân đè nó xuống cho nó đừng có nổi, để mà nó nhanh ra cái cốt hơn. Thì sau đây thì Ngọc Ngân xin mời quý cô chú anh chị cùng Ngọc Ngân thưởng thức cái trái khế ngọt Đài Loan nha. Ăn kiểu ở vườn giống như hồi nhỏ vậy quý cô chú anh chị, không có dao, không có gì trơn mà cảm giác là ăn ngon. Đặc biệt là khi mà mình ăn những cái trái chín tự nhiên mà chín ở trên cây á, thì nó rất là ngon luôn á quý cô chú anh chị. Rất là ngọt, rất là ngon, và màu sắc nó rất là đẹp luôn á quý cô chú anh chị. Mà bên trong vàng óng ánh luôn. Thì khi mà mình ăn chín như thế này nè, thì cái độ giòn của trái nó không còn nhiều nữa, mình hái cái lúc mà còn xanh xanh á thì ăn nó rất là giòn luôn. Và cái trái này khi mà Ngọc Ngân cân được cái trái nặng nhất là lên đến 900g luôn á quý cô chú anh chị. Thường những cái tháng này thì cái trái nó không có đạt được cái độ to nhất, mà những cái tháng nắng á, thì khi mà tháng nắng á, thì cây phát triển tươi tốt thì nó sẽ mang lại những cái trái rất là cao và rất là nặng, giống như là một trái đã gần 1kg rồi thì sản lượng của nó rất là cao. Thì tùy theo thời điểm và quý cô chú bán trái sống hay trái chín thì nó sẽ có thương lái thu mua, thì thường là giá nó cũng khoảng là từ 10.000 cho đến 20-30.000 đồng một ký, tùy thời điểm, tùy cái cỡ trái lớn nhỏ, thì giá trị kinh tế rất là cao. Một cây khế quý cô chú anh chị, Ngọc Ngân có làm một cái video để cái mô hình mà trồng khế Đài Loan cho quý cô chú anh chị xem á, thì cái vườn đó gần một mẫu luôn á quý cô chú anh chị. Trồng rất là nhiều những cái cây khế ngọt Đài Loan và mang lại giá trị kinh tế hiệu quả cao. Tại vì cái cây này á, thì nó rất là bền cây, mình chỉ cần là chăm sóc, ví dụ 1-2 tháng thì mình rải phân một lần, thì để cho giúp cây là phát triển tươi tốt nhất thì nó sẽ cho nhiều trái nhất. Rất là ngọt, rất là ngon. Trong đây á quý cô chú anh chị có rất là nhiều nước luôn, đặc biệt là những mùa hè thì mình ăn nó thì nó rất là nhiều nước, rất là tốt, cung cấp rất là nhiều vitamin cho cơ thể luôn á quý cô chú anh chị. Một cái loại quả rất là dễ trồng, rất là dễ chăm sóc và mang lại giá trị kinh tế cũng rất là cao. Thì quý cô chú anh chị có thể trồng kinh tế cho gia đình, cũng như là có thể trồng một vài cây để mà mình có những cái quả ngon để mình thưởng thức. Thì có một câu chuyện đó là quý hồi nhỏ mà Ngọc Ngân rất là thích, đó là ăn một quả khế trả một cục vàng. Mà ước gì thời nay mà giống như thời đó mình trồng một cây là mình giàu luôn á, đúng phải không quý cô chú anh chị. Thì cuối video Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe, có thật là nhiều thành công ở trong cuộc sống, có thật là nhiều tiền mua cây ủng hộ gia đình Ngọc Ngân nhé.